Thì Vũ xin kính chào quý vị đang đến với bản tin FBNC Việt Nam buổi tối ngày hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2012 trên kênh truyền hình FBNC. Và như thường lệ để mở đầu xin được điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Lực cầu tăng mạnh cuối phiên, HNX Index thu hẹp đà giảm. Đề xuất bỏ trần lãi suất huy động. Thu hồi hai sản phẩm mì ăn liền của công ty Nongshim Hàn Quốc. Thưa quý vị, bản tin trong nước tối nay được mở đầu với những tin tức từ thị trường tài chính. Biên tập viên Phương Lan sẽ chuyển đến quý vị những tin tức liên quan đến thị trường này. Xin mời chị Phương Lan. Phương Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước đã cho biết đến thời điểm cuối tháng 10 thì nợ xấu của toàn hệ thống chiếm khoảng từ 8,8 đến 10% trên tổng dư nợ và tốc độ tăng nợ xấu đã chậm lại kể từ sau tháng 6 cho tới nay. Cuối năm 2011, tỷ lệ nợ xấu mới dừng ở mức là 3,05%. Tuy nhiên, theo các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại, thì tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng đều đã tăng trong 9 tháng qua. Nợ xấu đặc biệt tăng mạnh tại các ngân hàng như Vietcombank từ 2% lên 3,21%, của ACB từ 0,9% lên 2,1%, của Sacombank từ 0,57% lên 1,4%. Đáng lưu ý trong vấn đề nợ xấu của các ngân hàng thời gian qua, đó là nhóm nợ có khả năng mất vốn mà ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro lên đến 100%. Triển vọng nợ có khả năng mất vốn của các ngân hàng được kỳ vọng sẽ tăng chậm lại trong quý 4 năm nay, khi ngay từ quý 3 vừa qua, các ngân hàng đã bắt đầu đẩy mạnh xử lý nợ xấu bằng cách tăng đòi nợ, giãn nợ, khoanh nợ cho các đối tượng khách hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng cho biết đã hoàn thành phương án xử lý nợ xấu và sẽ trình lên Chính phủ, Bộ Chính trị trước ngày 15 tháng 11. Kỳ vọng theo phương án này, nợ xấu toàn hệ thống sẽ giảm còn 3% vào năm 2015. Và trong phần sau thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội với nội dung đề nghị trả lời chất vấn về xử lý nợ xấu, quản lý thị trường vàng, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Theo ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với xu thế lao dốc của thị trường chứng khoán trong bối cảnh hiện tại, thì việc thu hẹp biên độ của HNX Index là không nên. Vì trong những lần thu hẹp biên độ trước đây, thực tế cho thấy thị trường còn trở nên tồi tệ hơn. Do vậy, với tình hình này thì việc giữ biên độ hiện tại sẽ tốt hơn. Vừa qua, công ty chứng khoán FPTS đã thông báo đưa cổ phiếu SCR của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại công ty này kể từ ngày 5 tháng 11. Còn chuyển sang những diễn biến trên thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 11, thì thị trường vẫn diễn biến trong trạng thái khá ảm đạm. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trong giao dịch của mình. Tại sàn thành phố Hồ Chí Minh thì VN Index duy trì sắc xanh trong thời điểm đầu phiên nhờ vào các mã blue chips như Vinamilk. Tuy nhiên sau đó thì lực bán có phần chiếm áp đảo hơn, trong khi lực cầu tỏ ra khá yếu, đã dễ dàng khiến cho VN Index lao dốc đến cuối phiên giao dịch. Như vậy thì khép lại phiên giao dịch ngày hôm nay, VN Index đã giảm nhẹ là 0,08%, còn 376,95 điểm, với thanh khoản toàn sàn đạt hơn 635 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm hơn 60%, với giao dịch của EIB hơn 21 triệu cổ phiếu. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thì thị trường tiếp tục diễn biến eo ụt. Sự khởi sắc chỉ diễn ra vào những phút cuối phiên giao dịch khi lực cầu bất ngờ tăng mạnh tại các mã chủ chốt để góp phần đáng kể thu hẹp đà giảm cho HNX Index khi khép phiên ngày hôm nay. Đóng cửa lại phiên giao dịch ngày 6 tháng 11 thì HNX Index đã giảm 0,18%, còn 50,66 điểm, với giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 155 tỷ đồng. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng anh Nguyễn Văn Dũng, hiện là chuyên gia tư vấn đến từ công ty chứng khoán Tân Việt. Đầu tiên xin cảm ơn anh Dũng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và vẫn như là không như dự báo thì thị trường lại tiếp tục một phiên giảm điểm nữa. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể thấy là bên sàn Hà Nội thì lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khá mạnh vào thời điểm cuối phiên. Thì anh có lý giải gì về điều này ạ? Thì như ngày hôm nay chúng ta quan sát thì cái việc là giảm giá của ngày phiên thứ sáu là do cái thông tin xấu về việc bắt chủ tịch hội đồng quản trị về Đặng Văn Thành, thì đã làm cho thị trường giảm giá rất là mạnh. Thì qua phiên ngày thứ hai thì chúng ta thấy là một thị trường tiếp tục có sự bắt đáy, nhưng mà cái sự bắt đáy này nó không phải là cái thanh khoản nó không tăng lên được, khối lượng nó rất là thấp, nó chỉ khoảng hơn 200 tỷ cho cái phiên trên sàn thành phố.
Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái đầu phiên cái lực bắt đáy nó vẫn tiếp tục xuất hiện, thì nó đã đẩy cái thị trường lên khỏi cái điểm 378, nhưng mà ngay sau đó lại bị bán xuống. Thì nhưng mà cái tâm lý cuối phiên nó đóng cửa, nó tạo thành một cái con chốt vụ trên cái biểu đồ giá, nó làm cái tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn. Thì cái biểu đồ này nó tạo ra một cái tâm lý xấu hơn cho những phiên tiếp theo, tại vì cái tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư họ không còn nữa, tức là cái cây nến trắng của ngày hôm thứ hai nó đã hoàn toàn bị mất đi bởi cái cây nến ngày hôm nay. Nên là cái việc mà khả năng giải ngân tiếp theo trong thị trường sắp tới thì cái khả năng là một cái rủi ro cho cái nhà đầu tư ngắn hạn. Thì trong khi đó thì cái thị giá của cái cổ phiếu trên toàn sàn thì so với cái giá trị sổ sách thì nó tương đối thấp, thì đây sẽ là một kỳ vọng để cho các nhà đầu tư đầu cơ mang tiếng dài hạn hơn, đầu tư mang tiếng dài hạn hơn. Như vậy theo anh thì trong thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư của chúng ta chỉ nên đầu tư theo hướng dài hạn chứ không nên đầu cơ tư theo kiểu là T cộng 3. À, thì về ngắn hạn, cái tâm lý bắt đáy của những phiên ngày hôm qua đã làm cho cái thị trường nó không còn nữa trong cái ngày hôm nay. Thì cái việc mà giải ngân ngắn hạn thì nó khả năng thị trường sẽ vẫn tiếp tục lao dốc do cái tâm lý của nhà đầu tư họ không qua được cái mốc 380. Thì nhà đầu tư nếu như ngắn hạn họ chỉ nên giải ngân khi mà thị trường vượt qua được 380, nó quay lại cái mô hình đa bát cũ, tức là cái hộp từ 380 lên tới 420. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta giải ngân tại cái điểm 378 này thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái hộp đa bát mới nó tạo ra là từ 380 đến 350. Tức là nếu chúng ta giải ngân mà nó không qua được mốc 380 thì khả năng thị trường sẽ giảm sâu về 350. Nhưng mà chúng ta sẽ chờ thêm vài phiên nữa để xem thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào và có quyết định giải ngân sau À, chúng ta sẽ lên chờ khi thị trường vượt qua 380 chúng ta hẳn giải ngân. Còn ạ. hiện tại thì chúng ta không nên giải ngân tại điểm này. Cũng trong phần trên mà tôi đã nói đó là liên quan đến vấn đề nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, thì ngân hàng nhà nước đã công bố là nợ xấu tính đến tháng 10 năm nay đã tăng đến gần 10%. Cái tỷ lệ này có thể nói là khá là cao trong đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay nữa. Thì theo anh thì con số này sẽ tác động như thế nào đến tâm lý của nhà đầu tư ạ? À, cái nợ xấu của ngân hàng nhà nước, à, cái nợ xấu của các ngân hàng hiện nay là khoảng 10%, thì nó khoảng từ 70 đến 80 ngàn tỷ. Đây là một cái nợ xấu rất là lớn. Nhưng mà nếu như ngân hàng nhà nước không có chính sách can thiệp mạnh tay vào cái thị trường tài chính, thì khả năng là gì? Các ngân hàng để cho các ngân hàng tự giải quyết cái nợ xấu, thì cái việc mà các ngân hàng tự giải quyết nợ xấu nó chỉ được là khoảng từ 1,5 tới 2% cho một năm. Thì cái việc mà giải ngân hết, tức là giải quyết hết cái 10% nợ xấu thì nó kéo dài từ 5 tới 7 năm. Thì cái điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu tới nền kinh tế, các doanh nghiệp họ sẽ tiếp tục bị chết. Thì như vậy thì cái dự đoán và cái thông tin sắp tới thì theo tôi thì cái khả năng là ngân hàng nhà nước họ sẽ can thiệp mạnh tay vào cái nợ xấu để giúp cho các doanh nghiệp và các ngân hàng họ sẽ đứng vững lại, thì nền kinh tế sẽ có khả năng sống lại. Như vậy anh có tin là lần này ngân hàng nhà nước của chúng ta sẽ có dùng những biện pháp rất mạnh để giúp cho thị trường hồi phục trở lại ạ? À, theo về cái thống kê trên cái thị trường thế giới thì là các ngân hàng trung ương, ngay cả G20 hoặc là ngay cả thị trường Nhật, tức là về quốc gia Nhật hoặc là Trung Quốc, thì họ đều giải quyết là bằng cách là các ngân hàng nhà nước họ sẽ bơm tiền vào bằng các gói cứu trợ để cho khôi phục lại nền kinh tế. Còn nếu như để các ngân hàng họ tự giải quyết, để các doanh nghiệp họ tự giải quyết, thì cái việc giải quyết này nó kéo dài rất là lâu. Thì theo tôi thì sắp tới khả năng ngân hàng nhà nước sẽ bơm tiền mạnh vào cái thị trường lại, cứu lại cái thị trường. Vâng. Nếu mà điều này xảy ra thì anh có nghĩ là từ đây đến cuối năm thị trường sẽ có một đợt gọi là bùng nổ trở lại hay không ạ? À, việc bùng nổ trở lại thì nó vẫn là cái kỳ vọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn thôi. Thì cái con sóng này nó cũng sẽ không mang được cái tính dài hạn. Tại vì để giải quyết một cái vấn đề về kinh tế vĩ mô thì nó cần một thời gian, và thời gian nó kéo dài có thể là từ 3 tới 6 tháng, chứ nó không thể kéo dài một cái nhanh chóng được. Còn về cái kỳ vọng của nhà đầu tư vào cái thị trường thì có thể nó sẽ tạo ra một con sóng nhỏ trong cái sắp tới thôi. Vâng, chỉ là sóng nhỏ thôi à, nên Vâng. chúng ta cũng không phải là kỳ vọng quá nhiều trong thời gian tới về thị trường chứng khoán. Đúng rồi. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, tức là chúng ta cần phải chờ đợi thêm các thông tin chính sách từ vĩ mô, từ nhà nước, từ các doanh nghiệp để chúng ta có thể xác định được cái xu thế sắp tới. Còn về tình hình hiện tại thì là cái việc giải ngân thì chúng ta chưa nên giải ngân vội trong thời điểm này, và chúng ta cứ canh những cái mốc kỹ thuật, ví dụ như là mốc 380 thì chúng ta nên giải ngân ở cái mốc khi nó vượt qua cái khối lượng đó, cái mốc kỹ thuật đó. Còn liên quan một chút đến hoạt động của các công ty chứng khoán thì tôi cũng được biết là sắp tới đây thì cái việc mà tách bạch tài khoản của nhà đầu tư cũng như là với công ty chứng khoán sẽ được triển khai tại các công ty. Thì đến thời điểm này thì các công ty chứng khoán nhìn chung đã triển khai cái việc này như thế nào rồi thưa anh? À, hiện tại thì có khoảng 20 công ty chứng khoán đã có cái sự tách bạch giữa các tài khoản của nhà đầu tư với lại tài khoản của công ty chứng khoán.
cái việc này, cái việc tách bạch này nó làm cho cái công ty chứng khoán họ không có thể lợi dụng được cái khoản tiền của nhà đầu tư để họ đầu tư vào những việc mà không đúng cái mục đích của cái nhà đầu tư, làm cho cái tâm lý nhà đầu tư họ không còn tin tưởng vào thị trường. Nhưng mà để làm được cái việc giữa tách bạch giữa công ty chứng khoán với lại cái tài khoản nhà đầu tư thì nó bị lại vướng vô cái việc mà về hệ thống. Tức là nếu như mà nhà đầu tư họ mua bán trên cái tài khoản ngân hàng thì công ty chứng khoán phải yêu cầu tài khoản ngân hàng là giải ngân và không được, tức là không được để cho nhà đầu tư rút ra khỏi cái tiền trong khi mà họ đã đặt lệnh mua. Thì cái việc này nó sẽ làm chậm hơn cái giao dịch của nhà đầu tư. Thì cái việc mà tách bạch này về dự báo thì tức là chúng ta sẽ tốt cho cái việc là nhà đầu tư về cái việc quản lý tài sản, nhưng có thể làm chậm cái việc mà nhà đầu tư Thực đi lệnh, hiện giao dịch nè. thực hiện giao dịch trong thị trường mua bán chứng khoán. Thì cái này thời gian thì nó hiện vẫn là dự thảo thôi, chứ nó vẫn chưa khả năng thực hiện trong cái thời điểm hiện nay. Như vậy theo anh thì cái việc này chừng nào sẽ được chính thức đưa vào triển khai ạ? Cái việc chính thức và đưa vào triển khai thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Có thể là chúng ta sẽ đưa ra một cái giải pháp là chúng ta sẽ sử dụng một cái tài khoản tổng thể, tức là nhà đầu tư có thể tự tự thực hiện, tự giao dịch cái tài khoản chứng khoán trên cái tài khoản của mình, và cái việc mà lưu chuyển tiền nó họ cũng tự, nhà đầu tư họ làm. Còn nếu như tách bạch riêng hoặc toàn độc lập thì cái đó sẽ làm chậm cái giao dịch và làm cho cái xu hướng đầu tư của nhà đầu tư nó bị chậm lại. Vâng, hiện tại thì cái dự thảo này vẫn đang trong việc mà lấy ý kiến của các thành viên tham gia thị trường đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì hy vọng là sắp tới nó sẽ được triển khai và nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của các thành viên tham gia thị trường và giúp cho thị trường chứng khoán của chúng ta ngày một được cải thiện tốt hơn đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn sự tham gia của anh trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến tình hình tỷ giá cũng như giá vàng trong nước trong ngày hôm nay 6 tháng 11. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại phần 1 của bản tin FBNC Việt Nam và điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trong phần 2. Đề xuất bỏ trần lãi suất huy động. Hàng hóa Việt Nam sang Campuchia, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.